Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. 5 thói quen phổ biến của quý ông khiến thận hư hỏng nặng. Xin chào các khán giả của Sức Khỏe Tự Nhiên. Anh chị thân mến, xin được kể cho anh chị nghe câu chuyện có thật đáng quan tâm sau. Gần đây, anh Siêu Wu, 32 tuổi, người Trung Quốc, cảm thấy đau bụng dữ dội. Anh cũng trải qua những cơn đau lưng nên không thể làm được việc nặng. Mới đầu, người đàn ông này nghĩ các biểu hiện này do mệt mỏi trong công việc, bởi vậy anh không quá bận tâm. Nhưng sau một thời gian dài, Siêu Wu ngày càng nhức mỏi lưng nhiều hơn, thậm chí anh còn đi tiểu ra máu. Quá hoảng sợ, anh vội vã vào bệnh viện kiểm tra. Kết quả chụp CT cho thấy trái thận của người này đặt kín sỏi, thêm vào đó, thận cũng bị tổn thương khiến việc tiểu tiện khó khăn. Ngay lập tức, các bác sĩ phải sắp xếp phẫu thuật cho Seo-woo và lấy ra cả 100 viên sỏi. Đây là lần đầu tiên trong 20 năm qua, ekip mổ thấy một tình trạng nguy kịch như vậy. Khi hỏi chuyện Seo-woo, các bác sĩ nhận định chính thói quen ăn uống đã dẫn tới căn bệnh này. Người đàn ông rất là bận rộn với công việc, nhưng bất cứ khi nào rảnh, anh lại tụ tập cùng với bạn bè. Anh thường xuyên cùng bọn họ ăn đồ nướng, uống bia ngoài phố. Đây là những món khoái khẩu mà Seo-woo có thể thưởng thức tới 5 ngày trong tuần. Mỗi lần như vậy, anh có thể uống đến vài chai bia, ăn một đĩa lớn thịt nướng hoặc hải sản và cảm thấy cuộc đời thật là tuyệt vời. Tuy nhiên, các bác sĩ nhận định đây là một chế độ ăn uống không lành mạnh và nhiều người trẻ mắc phải. Ăn thường xuyên các loại thịt đỏ, hải sản hoặc uống bia sẽ làm tăng lượng purin trong cơ thể. Khi đó lượng axit uric trong nước tiểu cao sẽ dẫn tới sỏi thận. Anh Seo-woo dùng tất cả các loại thực phẩm trên cùng lúc khiến lượng purin quá nhiều, gây ra rối loạn trao đổi chất và dần dần số sỏi thận tích tụ lên đến cả 100 viên sỏi. Anh chị thân mến, câu chuyện như trên là một hồi chuông cảnh tỉnh cho không chỉ những quý ông thích ăn uống tụ tập cùng bạn bè mà còn là lời nhắc nhở đến các quý cô không dành sự quan tâm nhắc nhở đến ông xã của mình để có chừng mực, để đến khi chức năng thận giảm, ảnh hưởng đến rất nhiều mặt của cuộc sống. Các dấu hiệu biểu hiện thận yếu ở đàn ông bao gồm trí não, suy giảm trí nhớ, kém tập trung, thiếu năng lượng, hiệu quả công việc thấp, về cảm xúc khó kiểm soát, cảm xúc tiêu cực, chóng mặt, khó chịu, cáu gắt, lo lắng, trầm cảm. Về quan hệ chăn gối, giảm ham muốn, bất lực, xuất tinh sớm, thường xuyên đi tiểu nhiều lần, nước tiểu trong. Ngoài ra, người yếu thận còn có các biểu hiện như xuất hiện quầng mắt, da xỉn màu, khô ráp, nhiều nếp nhăn, đốm, mụn, rụng tóc, bạc tóc sớm, đau thắt lưng, đau xương khớp hoặc đầu gối. Anh chị thân mến, người đàn ông không chỉ cần một trái tim mạnh mẽ mà còn phải có hai quả thận hoạt động ổn định. Đó là dấu hiệu của sức khỏe tốt và biểu hiện của sự nam tính. Thế nhưng có những thói quen hàng ngày giống như những kẻ thù thầm lặng phá hủy đi sức khỏe của chúng ta. Anh chị hãy cùng xem mình có đang vô tình sở hữu những thói quen nguy hiểm này trong phần tiếp theo của chương trình không nhé. Các thói quen khiến thận bị tổn hại. Thứ nhất, tần suất quan hệ tình dục quá dày. Sinh hoạt vợ chồng điều độ có thể bổ thận tráng dương. Tuy nhiên, việc quan hệ chăn gối quá nhiều không tốt cho thận của nam giới. Nhiều cặp vợ chồng trẻ không thể kìm lòng được khi thường xuyên ở bên cạnh nhau, dẫn tới sức khỏe của chồng, đặc biệt là thận bị ảnh hưởng. Chính vì vậy, các cặp vợ chồng nên lưu ý vấn đề này để có thể duy trì và giữ lửa hạnh phúc lâu dài. Thứ hai, thức khuya. Hiện nay tình trạng ngủ muộn không còn là điều hiếm gặp. Nếu anh chị còn tỉnh sau 23 giờ, tức là đã thức khuya, thói quen này tổn hại nhiều đến cơ quan trong cơ thể, rõ nhất là gan và thận. Đây là hai bộ phận phải hoạt động nhiều để tiến hành trao đổi chất và thải loạt chất dư thừa độc hại. Không những thế, đôi khi thức khuya, anh chị còn dẫn đến việc ăn đêm, kích thích các bộ phận khác phải hoạt động liên tục. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của sức khỏe. Thứ ba, nhịn tiểu. Khi bận rộn, nhiều người thường xuyên hoặc chưa đi vệ sinh vội. Khi đó nước tiểu đọng lại lâu trong cơ thể,
hành vi này có thể gây hại cho thận, vì khi có quá nhiều nước tiểu sẽ chảy ngược trở lại. Tác hại trực tiếp của việc nhịn tiểu là tổn thương bàng quang và mất khả năng kiểm soát việc đi tiểu. Nếu anh chị duy trì thói quen xấu này, không chỉ bàng quang nhiễm vi khuẩn mà chức năng thận cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Thứ tư, uống quá nhiều nước ngọt. Hành động trên có thể gián tiếp gây hại cho thận. Độ pH của cơ thể con người là 7,2. Những đồ uống này thường có tính axit cao và độ pH của cơ thể con người thay đổi đáng kể sau khi uống. Thận là cơ quan chính trong cơ thể điều chỉnh axit và kiềm. Khi anh chị uống loại nước trên trong thời gian dài sẽ tăng gánh nặng cho thận, khiến cơ quan này bị tổn thương. Thứ năm, ăn mặn. Trong cuộc sống, nhiều người rất thích đồ ăn chiên rán. Chế độ ăn nhạt sẽ khiến họ cảm thấy rất là vô vị, nhạt nhẽo. Những thực phẩm như trên thì lại chứa nhiều muối. 95% lượng muối hấp thụ vào cơ thể phụ thuộc vào quá trình chuyển hóa của thận. Nếu ăn quá nhiều muối trong thời gian dài sẽ khiến thận phải chịu nhiều áp lực, hoạt động không ngừng. Ngoài hạn chế các thực phẩm trên để ngăn ngừa sỏi thận, mọi người nên làm những việc như sau. Thứ nhất, uống nhiều nước. Uống ít nước là một trong những lý do gây ra sỏi thận. Anh chị cần uống nhiều nước để bài tiết và giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Ngoài ra anh chị cũng nên uống trà để bảo vệ thận và detox cơ thể. Thứ hai, ăn sáng đều đặn. Hiện tại nhiều người có nhịp sống làm việc gấp gáp hoặc do ăn kiêng nên bỏ qua bữa sáng. Tuy nhiên thói quen thiếu khoa học này có thể ảnh hưởng tới việc tiết mật và axit ở dạ dày. Trong thời gian dài, chức năng của hệ bài tiết sẽ suy giảm, ảnh hưởng tới dạ dày, gan, thận, tác động nghiêm trọng tới sức khỏe của chúng ta. Thứ ba, ăn ít thực phẩm có hàm lượng axit azulic cao. Sự kết hợp của axit azulic có canxi có thể tạo ra canxi oxalat, gây kết tủa, lắng động, tạo thành sỏi ở các cơ quan tiết niệu. Vì vậy, các bác sĩ thường xuyên khuyên mọi người nên tránh hoặc hạn chế các thực phẩm có chứa hàm lượng lớn axit azulic như các chất giàu protein, đường tinh luyện, ít chất xơ. Thứ tư, ăn ít đường. Một lượng đường phù hợp sẽ có lợi, nhưng nếu chúng ta ăn nhiều, cơ thể sẽ không thể tiêu hóa được. Khi đó các chất sẽ tích tụ lại trong người và dần dần chuyển hóa thành sỏi. Ngoài ra, thực phẩm có đường cũng sẽ làm tăng lượng axit azulic, dẫn tới nguy cơ sỏi thận. Thứ năm, tăng cường luyện tập tùy vào sức khỏe và điều kiện bản thân. Anh chị hãy chọn một bài tập phù hợp như đi bộ, chạy hoặc bơi. Khi đó hệ miễn dịch và trao đổi chất của cơ thể sẽ được tăng cường và nguy cơ bệnh tật sẽ được ngăn ngừa. Thứ sáu, kiểm soát cân nặng. Thừa cân quá nhiều là thủ phạm chính gây ra sỏi thận. Bởi vậy, anh chị cần quan tâm tới việc giữ một trọng lượng vừa phải, giảm lượng calo hấp thụ vào, vận động hàng ngày để ngăn ngừa béo phì. Anh chị thân mến, chúng ta là những gì mà mình ăn vào. Những thói quen ăn uống sinh hoạt luyện tập điều độ sẽ tạo nên một cơ thể khỏe mạnh. Thận khỏe sẽ giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn, giữ gìn được hạnh phúc gia đình và tránh được những chi phí không đáng có nếu bị bệnh. Hãy đầu tư cho việc chăm sóc bản thân thay vì để đến khi như người đàn ông mà sức khỏe tự nhiên kể ở đầu video rồi mới hối hận nhé. Lúc đó thì đã quá muộn rồi. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Chúc anh chị sẽ có một sức khỏe thật tốt. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.